nó tràn lên. Nó có Milo nữa. Nó có bộ Milo. Nó có bộ Milo. Xin chào mọi người đã đến với channel của mình. Mình là May và đây là chuyên mục May Măm Măm. Hôm nay chúng ta đang có mặt ở số 74B đường Lê Lợi, quận Nhất. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với một quán cà phê có một vị trí rất là đắc địa ha mọi người. Trong thời gian này thì nếu các bạn đến với quán thì sẽ phát hiện quán đang nằm ở phía sau lô cốt công trình. Nhưng mà mình nghĩ là trong một thời gian nhanh thôi thì lô cốt sẽ được dỡ bỏ và quán sẽ nằm ở vị trí mặt tiền vô cùng đắc địa luôn. Quán có tên là Coma Coffee. Ở tiếng Anh thì Coma có nghĩa là sự mê man đó mọi người. Đập vào trong mắt mình, đây là một cái quán cà phê có một cái không gian rất là thoáng đãng nè. Có bàn ngồi phía trước, phía trong, trên lầu. Xung quanh quán là một cái màu trắng rất là đẹp và là một cái địa điểm check-in mình nghĩ là ok lắm á. Bên mình nó hiện bestseller của quán là có trà sữa Milo, trà đen macchiato với trà làm macchiato. Còn về đá xay thì bên mình có choco đá xay, cookie đá xay. Còn về sinh tố thì có sinh tố Việt Quốc với lại sinh tố thơm xoài chuối. Cho mình một cái trà lại macchiato. Một sô cô la bạch hà đá xay. Dạ, bạn ơi, bạn có thể chuyển qua nhìn choco đá xay giúp mình được không ạ? Hiện tại bên mình hết bạch hà. Cho mình một trà sữa Milo. Bánh chuối, sữa chua dâu. Tặng một chút mình có thể nhìn người rô xanh trứng muối hoặc là bánh gì cũng mai vui tặng. Ăn bánh sữa chua không? Ừ. Cho mình một cái sữa chua dâu đi ạ. Uống nước thì không thể nào thiếu bánh ngọt rồi đúng không mọi người? Mình gọi một cái sữa chua dâu, còn về nước thì chúng mình gọi một phần trà lại macchiato và một trà sữa Milo hết mọi người. Cái quán này lúc mình tới là khoảng vào lúc 7-8 giờ tối trong tuần, không phải là thứ bảy chủ nhật. Thì cảm nhận của mình thì quán tương đối vắng, có vẻ là do phía sau lô cốt đó mọi người, cho nên là lượng khách cũng không nhiều. Nhưng mà không gian mình thấy rất là ổn. Và lúc mà mình tới thì có một số bạn đang chụp hình check in ở đây nè. Mình cảm thấy là cái không gian này lên hình rất ổn luôn. Với các bạn mà thích chụp hình check in á thì có thể suy nghĩ và lựa chọn quán này ha. Đồng hành cùng mình hôm nay là bạn thân của mình. Và bây giờ tụi mình sẽ review hai món nước và món bánh cho các bạn nha. Này, Milo em. Ông ơi, nó tràn lên, nó tràn lên. Sao em ngon không em? Ngọt không? Ừ. Trà sữa mà. Mình trộn lên. Tôi nghĩ là không nên chọn đâu em, mình nên hớp ăn đi chứ em chọn một xíu á. À có Milo nữa. Nó có bộ Milo. Nó có bộ Milo. Ừ thì nó là cái Milo ăn sáng. Lớp kem pha. Với lại ở dưới là trà sữa. Tại vì em đã có cái kem này rồi mà em thêm trà sữa nên nó béo dữ lắm. Nên thường là tôi kêu kem là tôi kêu ở dưới là trà chứ tôi muốn kêu trà sữa. Ngon. Tôi lấy một miệng luôn. Ngon. Ừ, đúng rồi. Bánh này được. Signature của quán. Cái phần trà sữa Milo thì có rất là nhiều cái để review, nhưng mà cái ly trà lại macchiato của mình thì không có gì để review hết. Nó là một lớp trà, ở trên là Milk Farm và một chút xíu matcha thôi. Thì cảm nhận của mình là cái món nước ở đây ngon, bánh cũng ngon, không gian ok. Các bạn có thể ghé chơi và chill chill với bạn bè cuối tuần ha. Cảm ơn các bạn đã xem kênh và chúc các bạn một ngày vui vẻ nha.